Dạ, kênh Thư Quý Mực Dường xin mến chào tất cả quý vị trở lại video hôm nay ha. Hôm nay mình cũng có lên cái video này, mình chia sẻ, mình hướng dẫn những, tại vì cũng có nhiều anh em không quý vị lên hỏi mình cái rễ dừa chắc trồng như thế nào, thì cũng lời nói đầu tiên quý vị, mình chúc tất cả quý vị có nhiều sức khỏe thành công việc ha. Quý vị mình xem nhớ đăng ký ấn chuông cập nhật những video tiếp theo. Thì hôm nay hôm nay cũng mưa gió quý vị, tại vì hôm nay mình bán chung là mình bán lẻ cũng rất là nhiều ha. Nay cũng rau ráo thì cũng ảnh hưởng do bão không quý vị, thời tiết ha, nên rau ráo với hãm rậy cũng ở dưới miền Tây cũng vô vụ lúa phóng, nên anh em chưa rảnh đây, anh em cũng rảnh rồi cũng xuống chứng, tại vì cũng hết rồi quý vị, mình vô bao thì vừa đóng á, mà nay số lượng bao còn có nhiêu đó à, nên cho mấy anh em tiếp tục bầm. Thì cái rửa vừa mình bên mình thì mình cũng có chia sẻ nhiều ha quý vị, đó nói chung là nó vậy không à, anh em về làm thủ công. Cũng có nhiều anh em kêu mình tại sao không mua máy ha, thì mình không có làm máy không quý vị, tại vì nếu cho mỗi người ấy, mình chủ yếu mình làm thủ công vậy, cho cái cọng rễ dừa nó ra, nó được cái thành phẩm giống vậy à, nó được còn cọng, chứ nếu mà máy quá thì nó nghiền nhuyễn không quý vị, với cái tỷ lệ đất nó rất là nhiều, nên mình không có sử dụng máy ha, với cái đầu tư máy nó cũng tiền nhiều quý vị. Này mình chủ yếu mình làm thủ công làm lời. Thì cái hình thức mình bán trước đây mình cũng chia sẻ ha, thì có anh em nào biết rồi thôi ha, mà thì mình bán 50.000 bao ha anh em, là mình bán 50.000 bao tại chỗ, anh em nào có thiện chí cứ liên hệ Zalo mình ha, rồi kết nối số điện thoại Zalo mình cho mình địa chỉ, nhưng mà mình bán một hai, ví dụ anh em là mua hai bao, thí dụ 100.000, cái tiền phí ở khu vực miền Nam á là nó từ 48 tới 50, còn miền Bắc từ 60 tới 65, mà giờ miền Bắc ở miền ngoài là mình đi không có được nha anh em, tại ảnh hưởng do thiên tai bão rồi ha. Đó, anh em cứ chuyển khoản, ví dụ 200-300 ngàn anh em thanh toán cho mình 100 ngàn, còn cái tiền phí nhà xe lên mấy anh em trả, mấy anh em yên tâm. Thì cũng có nhiều hỏi anh em cách trồng như thế nào, nói chung là cũng mỗi người mỗi cách nha anh em. Thì theo mình, như mình biết nó cũng có 2-3 cách trồng, thí dụ giờ anh em mua cây phôi về anh em trồng bất cứ cây kiểng gì cũng vậy ha, ví dụ trồng đất cũng vậy, ở đây mình chia sẻ như là cũng chung chung hết luôn ha anh em. Ví dụ anh em mua về á, nó giống như là cái mình vô chậu ha, mình trồng chậu đất như vậy, thì anh em bỏ một dưới cái lớp đáy cái rễ dừa cho mình không, mình bỏ lên khoảng từng gang tay tùy theo cái điều kiện của anh em ha. Đó, rồi xong mình mới cho, mình mới để cái cây mai vô hoặc những cây kiểng gì khác ha, rồi mình để lên, rồi xong mình mới cho giá thể giống như là trấu với sữa dừa. Rồi như anh, ví dụ anh em là muốn trộn cái rễ dừa này chung giống được, nhưng mà mình nghĩ anh em trộn là mình phải lựa cái những nhuyễn này ha, những cái bột này ha. Còn nếu mà những cái cọng này mình trộn vô á, tới chừng mà mấy anh em ém vô cái bộ rễ á, giống như mấy cọng giờ dày dày này nè, anh em ém vô cái bộ rễ thì nó không thể nào nó lọt vô những cái ngõ ngách ở trong ha, nên cái chất động nó không có ăn vô bộ rễ, nên nó không được cái cứng cây ha anh em. Anh em kiếm giống như là ví dụ trong cái bao thì nó cũng phải có này có kia nha anh em, cái này là thực tế là nó dạng nó mục, nó dụng chứ không phải là đất ha. Giống như mấy cái này thì anh em lấy trộn chung với cái giá thể được, tới chừng mình nhét vô những cái chỗ rễ á thì nó còn được ha, còn nếu mà cọng bự quá mình nhét vô thì không thể nào nó kín hết cái bộ rễ cây. Thì mình hổng ra mình phải khô nè, mình dựa lên nè, rất là nhiều ha. Vậy nói chung là bên mình là lúc nào nó cũng khô ráo hết á, anh em cứ yên tâm ha. Cũng có nè, giống như mấy cái này thực tế mình nói không phải đất nha anh em, nhưng mà tới chừng mình xúc vô thực tế là mấy cái này nhiều khi nó mà lọt ra cũng bỏ, chứ nó dạng nó dụng, giống như nó mục quá nó dụng, chứ cái tỷ lệ đất là nó ít ha. Nè giống như mấy này nè, thực tế nó mục quá rồi đâm ra nó dụng nó nát thôi. Thì trong cái bao đó, nhưng mà mình cũng kêu mấy anh em ở đây làm, ví dụ xúc vô mà cảm thấy đất nó dụng quá cũng bỏ ra, và thực tế mấy cái dụng đó thực tế nó cũng mục hết cho mấy anh em. Thì mình cũng cung cấp cái giá sỉ luôn ha anh em, thì anh em nào cứ thiện chí cứ alo mình ha. Còn cái giá lẻ thì mình bán là đúng 50.000 một bao tại chỗ. Mình cũng chia sẻ
giống như mấy cái đơn mà lẻ từ trước giờ cũng thì nói chung là mình cho anh em xem để coi biết cái mức độ mình làm ăn. Cũng có một số anh em nhiều khi lên không dám chuyển khoản cho mình, sợ mất cọc này anh em. Nói chung cái kênh YouTube của mình á, mình làm chủ yếu là cái uy tín thôi. Tại những phần lớn như nhiều anh em vô là chưa mua mình sao chuyển cọc, thì mình bán cái số lẻ này anh em thấy à, rất là nhiều ha. Cho anh em coi địa chỉ số điện thoại thoải mái luôn nè. Biết anh em thấy rõ không? Chữ nói chung là học tới lớp 6 nghỉ mấy anh em ơi. Đây. 2 bao, 13 3 bao, nói chung rất là nhiều ha anh em. Biên Hòa, Đồng Nai, thị trấn Thành phố Hồ Chí Minh, nói chung là mình bán nói chung là cả nước nha mấy anh em. Long An, Đồng Nai nói chung là nó rạch giá rồi, nói chung là tỉnh nào mình cũng có bán, mình cũng có. Là mình cũng nói ha, là khu vực miền Nam là tiền phí là 48.000 một bao ha. Đó. Bán rất là nhiều ha. Anh em thấy ha. Cũng có một số anh em mà trước mua xong cũng quay lại mua mình, nhiều khi người ta không đủ ha mấy anh em. Đây mình quay lại mình làm thực tế nha mấy anh em. Cho mấy anh em coi biết chứ mấy anh em khỏi lo cái vấn đề mà yên tâm đi. Trừ khi mấy anh em mà không nhận được thì trong vòng một tuần hay 10 ngày vậy anh em không nhận được à, cứ alo à, tại sao vậy vậy, mình chuyển khoản lại cho mấy anh em mua ha, 100 ngàn hoặc 10 bao 500 ngàn mình vẫn chuyển cho mấy anh em ha. Này có anh này bán mua 40 bao luôn, nhiều khi cái tiền phí mấy nhưng mà người ta vẫn chấp nhận. Đây 10 bao vẫn có ha, thì mình bán nói chung là tùy theo cái phí mấy anh em chịu, cỡ nào mình cũng hỗ trợ mấy anh em hết á. Rất là nhiều. Là một cuốn nha mấy anh em. Còn đằng kia cuốn nữa. Cuốn ngầm qua nay là cái cuốn mới đó đó. Làm qua nay đi cũng khá nhiều đơn mấy anh em. Ở đây mình sẵn mình chia sẻ. Thì anh em hồi nãy là mình cũng có chia sẻ là trồng mình bỏ cái lớp đáy ha. Còn anh em là muốn trộn thì ấy ha. Rồi nhưng mà mình trồng xong á, rồi mình mấy anh em có thể là bỏ những cái này nè trên cái lớp mặt cái bộ rễ ha, là nó vẫn tốt cho cây nha mấy anh em. Nó coi như là mình ở cái đáy ở dưới một lớp, xong chính giữa là cái giá thể ha, chắc trồng ha. Rồi xong mấy anh em vô mà ấy nó cho nó kín rễ hết luôn á, à, anh em mới bỏ lên mặt một lớp nữa ha, thì cho nó thông thoáng cái dòng nước ha mấy anh em. Nó thông thoáng cái dòng nước, nó giữ ẩm ha. Đó đất nhiều quá bỏ ra nha Bình. Mình thấy đất dính động tùm lum ra. Lấy tay dằn dằn giục đất bỏ ra đi. Có nhu cầu mình xài thì mua, còn xài mua đây, thì để đó á. Thì cũng bầm mà được mớ thì mấy anh em cũng xúc vô bao ha mấy anh em. Coi những cái làm cũng theo công đoạn ha. Thì cái bao cũng có nhiều anh em hỏi cái bao loại bao nhiêu ký, mình cũng nói cái bao là bao thức ăn nó 25 ký, cái bao thức ăn mình nói là 25 ký ha, nhưng mà mình vô cái rễ dừa nha mấy anh em là nó dao động nó hơn chục ký tới 15 ký ha, tùy theo nó nặng nhẹ thôi, nó dao động từ 10 tới 15 ký. Cứ nhiều khi bao 12 ký, bao 14 ký, bao 15 ký, nhưng mà thì nó trên lệch vậy ha nha anh em. Mình vô mình cũng giọng lại nó, thì rồi qua xong rồi cũng có khâu hết ha mấy anh em. Nói chung làm cũng có công đoạn ha. Rồi cũng may vậy là xong. Tới chừng anh em chốt cũng phải chở ra bu cục nhà xe cho mấy anh em.
chưa thấy một bao nó hơn 10 kg vậy chứ về cũng nhiều lắm anh em. Tại nó hơi ướt quá chứ mấy cái này đúng rồi nó còn dốt dốt quá, mấy cái này đúng rồi. Nói chung là nó cũng không phải là đến nỗi mà ướt mà con cái nó hơi bị giống như bị ẩm. Chứ thật tế nó khô đó. Thì hẹn của mình lúc nào vừa hết là mình cũng cho mấy anh em ha. Thì vừa mua bứng về ha, lúc nào mình cũng có dự trữ sẵn ha anh em. Anh em cần alo là mình có ha.